1. Xin chào các khán giả của Học Trường Thể Thao, mình là Hoàng Phương. Hiện tại mình đang có mặt tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VFF. Sau lưng mình đây là buổi tập thứ 2 của đội tuyển U22 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Kim Sang Sik. Ngày hôm nay thì có một số cầu thủ được triệu tập mới như là Lê Phát hay là Minh Quang của VFF để thay thế cho một số cầu thủ chưa đạt được cái thể trạng tốt nhất. Và ngay sau đây hãy cùng theo chân mình xem buổi tập đầu tiên của huấn luyện viên Kim Sang Sik với đội tuyển U22 Việt Nam thế nào nhé. Hôm nay là buổi tập thứ 2 của đội tuyển U22 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Kim Sang Sik ở đợt tập huấn đầu tiên năm 2024. Đợt tập huấn này nằm trong kế hoạch hướng tới vòng loại U23 châu Á 2026 và SEA Games 33 vào năm sau. Theo cái danh sách đầu tiên mà huấn luyện viên Kim Sang Sik triệu tập thì có 35 cầu thủ. Tuy nhiên vì nhiều lý do nên là cái danh sách hiện tại đang tập luyện ở trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF cũng có một số thay đổi với cái danh sách triệu tập đầu tiên của huấn luyện viên Kim Sang Sik. Theo như quan sát của chúng tôi thì trên sân không có sự góp mặt của Công Phương, không có sự góp mặt của Quốc Văn Khang. Và đáng tiếc nhất là trường hợp của tiền vệ Nguyễn Thái Sơn của câu lạc bộ Đông Hà Thanh Hóa. Đông Hà Thanh Hóa thì sắp tới sẽ tham dự giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á, nên là đội bóng xứ Thanh muốn giữ Thái Sơn lại để tập luyện cùng câu lạc bộ và để thay thế cho Thái Sơn. Huấn luyện viên Kim Sang Sik đã triệu tập bổ sung tiền vệ Hà Châu Phi. Bên cạnh đó, sáng nay thì huấn luyện viên Kim Sang Sik cũng đã triệu tập thêm hai cầu thủ của PVF vừa tham dự U21 quốc gia, xong đấy là tiền đạo Lê Phát và Minh Quang, thay thế cho Quốc Khánh và Anh Quân. Quốc Khánh và Anh Quân thì cũng đang gặp chấn thương nhẹ và chưa đủ thể trạng để có thể hoàn thành cái đợt tập huấn này cùng đội tuyển U22 Việt Nam. Ở đợt tập trung này cũng có những cái cầu thủ mà đã khẳng định được tên tuổi cũng như cái tài năng ở sân chơi V-League, ví dụ như Đình Bắc, Đức Việt, Quốc Việt. Ngoài ra chúng ta còn có Nguyễn Phi Hoàng của SHB Đà Nẵng, một trong những tài năng của đội bóng sông Hàn, tài năng trẻ của đội bóng sông Hàn. Đây là những thủ môn của UEFA Việt Nam được triệu tập: Đoàn Huy Hoàng của Thể Công Viettel và Trần Phạm Minh Hải của Hà Nội. Bên cạnh hai thủ môn này thì chúng ta còn Trần Trung Kiên của Hoàng Anh Gia Lai và Cao Văn Bình của Sông Lam Nghệ An. Đây là Trung Kiên của Hoàng Anh Gia Lai, cầu thủ vừa mới vô địch U21 cùng đội bóng Phú Núi, U21 Phú Núi. Số 3 là Cao Văn Bình của Sông Lam Nghệ An. Cao Văn Bình thì cũng không lạ gì với các đội tuyển trẻ của Việt Nam. Cho ông Kim Sang Sik ở đội tuyển U22 lần này, ngoài các cộng sự đồng hương người Hàn Quốc của ông Kim Sang Sik là ông Choi Won-won, Nam Gung Du, Yoo Dong-hun, thì còn có sự trợ giúp của những trợ lý người Việt Nam giàu kinh nghiệm như là Đinh Hồng Vinh, Phan Như Thuật hay là huấn luyện viên thủ môn Trần Minh Quang. Theo như chia sẻ thì đợt tập trung này hướng tới mục đích chính là giúp huấn luyện Kim Sang Sik rà soát lực lượng cũng như chuyên môn của các cầu thủ ở độ tuổi U21 và U22 để chuẩn bị cho những cái kế hoạch cho vòng loại U23 châu Á 2026 và SEA Games 33 vào năm sau. Đợt tập trung này thì kéo dài từ ngày 13 tháng 8 cho đến hết ngày 17 tháng 8. Kim Sang Sik đứng theo dõi khá kỹ và chăm chú các cầu thủ trẻ. Những bài đá ma là những phần khởi động của các cầu thủ ở các cấp độ đội tuyển.
theo kế hoạch sắp tới thì ở cuối tháng 8 này chúng ta sẽ còn một đợt tập trung với hai nữa. Đợt tập trung vào cuối tháng 8 thì chủ yếu là lực lượng là cầu thủ U21 để chuẩn bị cho cái giải giao hữu quốc tế tại Trung Quốc từ ngày mùng 2 tháng 9 đến mùng 10 tháng 9. Giải đấu tại Trung Quốc thì sẽ gồm 4 đội là Việt Nam, Malaysia, Uzbekistan và đội chủ nhà Trung Quốc. Trong mặt các bạn là tiền vệ Đức Việt, cầu thủ xuất sắc nhất giải U21 quốc gia vừa rồi. Cầu thủ số 36 là Trịnh Long Vũ, một trong những tiền vệ được đánh giá rất cao của PVF, một tài năng trẻ. Số 15 chúng ta có thể thấy là Đình Bắc. Đình Bắc ở giải U21 vừa rồi cũng dính một chấn thương. Tuy nhiên rất may là anh đã kịp bình phục để hội quân ở đợt này. Số 10 là Bùi Vĩ Hào, số 7 là Thành Nhàn. Bùi Vĩ Hào là một trong những cầu thủ có kinh nghiệm nhất ở đợt tập trung này. Anh trong áo Bình Dương thì anh cũng được ra sân thường xuyên tại V-League 2023-2024. Việt số 9, một trong những cầu thủ chủ chốt của U21 Hoàng Gia Lai vừa vô địch giải U21 quốc gia. Đinh Quang Kiệt của Hoàng Gia Lai, chúng ta có thể Đức Phú, Đức Anh. Và đây cũng là những hình ảnh cuối cùng mà hậu trường thể thao muốn gửi đến cho các bạn, những hình ảnh về U21 Việt Nam trong buổi tập thứ hai, buổi tập đầu tiên mà phóng viên được tác nghiệp. Ngày mai chúng ta sẽ có một phỏng vấn với một cầu thủ do Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ chỉ đích. Rất cảm ơn các bạn, và các bạn đừng quên like và subscribe kênh Hậu trường thể thao để đón xem những thông tin mới nhất về bóng đá Việt Nam nhé.